Vậy nữa gì vậy? Trời ơi, đôi cái ngủ nó gì té dữ vậy? Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì? Tao cái gì vậy ghế à? Hello, xin chào tất cả mọi người kênh Anh Tư Khải TV. Sao? Ngày nay mới biết tưởng gì không? Biết tưởng hả anh Tư? Mà khoan Tư, trước khi vô clip á thì sao nè, em thấy anh Tư á bận đồ gì mà như ăn mày anh Tư. What? Anh Tư đi quay clip gì không sợ các bạn cười hả anh Tư? Đúng. Trời trời cười gì á, anh Tư định về kia mấy đứa đi về nè. Trời trời, anh Tư đang mà người ta mà mấy đứa kêu lại quay clip vậy thôi. Ngày nay mưa bão quá trời, mấy đứa đi về nghỉ bữa mấy đứa ơi. Ê khoan, ủa mà gia định kêu tụi con về phải không dạ? Đúng rồi. Ủa dạ chào chi mất công tốn pin đó dạ. Ủa thì mình chào lấy khúc đầu thôi, mấy mốt mình rảnh rỗi thì mình sẽ quay tiếp khúc sau được không? Trời ơi, thôi mà chơi không được chơi. Bữa nay mà mình không quay clip rồi mình ơi, đâu có clip đăng cho bạn xem đâu dạ. Đúng rồi đó anh Tươi. Thôi, mình nghỉ bữa đi. Ủa mà anh Tươi. Hả? Ủa mà anh Tươi bận làm gì? Anh Tươi chào gì anh Tươi? Tươi rảnh chứ hả? Trời ơi, đã anh Tươi nói rồi mình chào khúc đầu đi, khúc vui mình làm sao hiểu chưa? Trời, anh Tươi đang mận gì anh Tươi nghỉ, chừng ta đuổi anh Tươi luôn đó. Không sao đâu, anh Tư nghĩ là xin nghỉ có 5 phút rồi về chào xong rồi anh Tư đi làm tiếp được không? Quay clip hả? Vậy nay mình quay clip gì đi anh Tư à? Chứ không quay clip vì mới làm gì có clip đâu đăng. Clip thì thôi giờ anh Tư có ý kiến gì đi. Dạ. Mấy đứa ở nhà tự làm được không? Anh Tư đi làm chứ bây giờ anh Tư đang làm rồi xin nghỉ đâu có được, tại vì mình phải chi trước mới được. Cha cái này được chưa? Cái này á cha có gì cha đi mần cho mất không gì cha đi cha. Còn cái clip này cha để ba tụi con làm thôi cha. Đúng rồi. Mà khoan, mấy đứa có ý tưởng gì không? Nói Tư nghe thử coi. Trời có chứ cha. Có ý tưởng gì? Lê cái lóc. What the hell? Anh thu lên cái lóc hôm nay thì huy hoàng á, đa số nó dành nhất không mấy đứa thì không có hạn luôn á, phải đại đồ lên cái lóc nữa thôi. Cha, con chưa nói xong hết câu gì hết trơn mà cha xen vô rồi. Tao nói gì nói nghe thôi. Tao nói là chế tạo súng đi rơi cái lóc á trời. Hả? Ủa sao súng rơi cái lóc ta? Hồi nào giờ nghe nói súng bắn nước nè, súng bắn đạn nè, súng bắn bi nè, tự nhiên súng rơi cái lóc rồi đó thì chưa từng nghe trên đời luôn á. Đúng rồi đó. Ta có súng bắn cá hết chứ đi súng rơi cái lóc nữa. Ừ, con nói sao ý tưởng cho nghe thử coi. Ý tưởng là ví dụ mình làm giống cái nỏ vậy cha, còn máy mình gắn dưới này cha với lại mấy cái khoen nổi cha, rồi chừng nào mình dương ra bắn nháy đi xong mình lo vô cái lóc táp là mình giật lên dính hả trời. Ờ dễ ăn thôi Hoàng, thấy sao Hoàng? Ờ được anh Tư ơi. Hát tuyệt vời rồi, giữ nguyên như thế. Như thế là quá chuẩn rồi. Chỉnh là lại mất chuẩn. Đấy. Được à, cũng hay ý tưởng cũng độc lạ đó hả? Đúng rồi đó này. Thôi. Thì em làm được không? Được anh Tư, nay em mới có cơ hội trả thù Huy Hoàng anh Tư. Dạo này luôn cái lóc là thua hoài anh Tư ơi. Vô việc chế tạo này là em ăn chắc luôn rồi. Ghê ơi, nói vậy tôi chế tạo tao là vua luôn á. Trời ơi, ghê chưa. Trời ơi, không lẽ bên đây cái lóc em giỏi mà chế tạo em giỏi luôn. Nói đó anh Tư. Ok, thôi thì các bạn ơi, thì mình đang mần thì mình không có thể nào mình xin nghỉ được nha. Thôi thì bây giờ mình sẽ đi làm. Còn mấy đứa này sẽ chế tạo nha, khi nào mà xong thì mình sẽ về mình đi quay nha, mình suy nghĩ một buổi nha. Dạ. Với lại mấy đứa này cũng ý tưởng hay, tại vì khi chúng ta lê cái lóc ở quê Bến Tre mình các bạn biết rồi, vừa bỗng là cây cối nào quá trời luôn. Dạ. Nhằm khi mình thấy cái ổ rồng rồng hoặc là cái con lóc nó nằm ở chỗ rất là hẹp. Dạ. Mình không có thể nào mình quăng cái cây đi được. Cho nên thì nó có ý nghĩ mà nó bắn ngay cái lỗ nhỏ cũng được phải không? Dạ. Bắn trúng đầu cái lóc chết ngắt luôn. Giận tí thôi. Đó. Cái đó là một chuyện đó. Đó thì thôi thì bây giờ là Tư ra điều kiện như thế này đi. Mấy đứa mà ngày nay đứa nào mà chế tạo mà cái súng mà lê cái lóc đi. Dạ. Mà thành công với cái game này mấy đứa thắng nha. Dạ. Là sẽ nhận được giải thưởng 300k được không? Wow. Mình kéo không? Mình móc cái lóc vô mình giật. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Ủa cái này là sai nha. Khi nào mà làm xong rồi á mình sẽ xin nghỉ mình về mình quay nha. Chứ để một hồi nó ăn gian nó nói móc cái lóc vô nó dính là mình tiền đó mình chung phải không? Dạ đúng thôi, rồi. Thôi thì bây giờ mấy đứa tự làm anh Tư đi làm nha. Dạ. Các bạn ơi thì mình làm YouTube cũng cực khổ lắm bạn ơi, đâu có chi phí đâu thì mình cũng phải đi mần kiếm tiền để đăng tải cuộc sống nha các bạn. Thì mong các bạn ủng hộ mình nhiều nha. Còn mình bây giờ mình sẽ đi làm nha. Dạ. Mấy đứa cố gắng làm nha. Dạ. Còn mình đi làm thôi. Thì để không mất thời gian của mấy bạn thì mình đã làm trước thân súng rồi nè. Đó. Chờ mình cho bạn xem 360 độ của súng này nè. Đó. Còn ở trên đồng cắt hình dấu cộng nha mấy bạn. Thì cái cục máy mình sẽ kết nối như vậy nè. Đó thì cái súng mình là mình cầm như vậy nè. Bạn thấy không? Mình cầm như vậy nè. Còn cục máy mình kết nối dưới đây. Đó, mình kết nối dưới đây nè. Rồi mấy cái khoen nè. Mấy khoen mình kết nối ngay đây. Rồi ngay đây cái nữa. Thôi bắt đầu mình làm kết nối cục máy vô cây này nghe các bạn. Mấy bạn mày nói mình chỉ cái cây mặt tao làm gì các bạn? Thì tại cái cây tao dài quá mày rồi. Ủa vậy thì mày mới quay qua bên kia mà quay mặt tao. Ê. Còn của mình thì để không mất thời gian thì mình đã làm bái phay thẳng rồi đó các bạn. Đây là cục máy titan của anh Tư, bữa mở từ titan mà mở ra máy của bắp nữa các bạn. Đây
cũng kêu họ kết cái máy vô đây. Đây là cọng dây thun đã họ bắn con ngồi á bạn. Ủa? Đây giờ mình sẽ bắt cọng dây thun trước. Rồi mình sẽ cọc cái máy. Đây giờ sẽ bắt tay vô làm đóng. Ôi mấy bạn, mày đóng đi, chừng bể gạch là chết tốt chị với thương rồi. Gạch này có nhiêu tiền đâu, hư tao thường. Ủa mà phải nghe, gạch này mắc không mày? Trời ơi, gạch này như là 1 triệu 1 mét thôi mày ơi. Ủa dữ hả, thôi tao đem ở đây hồi đổ nợ nữa. Con của mình đã làm hình cái súng sẵn rồi, gắn hai cái khoen sẵn rồi bạn ơi. Giờ mình sẽ kết cục máy vô đây rồi, mình sẽ gắn cọng dây thun vô đây rồi mình kéo bắn ra là rê rồi bạn ơi. Mình sẽ bắt đầu làm rồi. Thì ok bạn ơi, thì mấy kia là chơi máy đứng ngang, còn mình sẽ chơi máy ngang. Đây cây súng của mình kết nó khoen vô sẵn rồi á bạn. Nãy mình kết nó hơi lỗi cái nó tét luôn rồi. Còn cũng thun nữa bạn. Vậy mình sẽ nói đây nè. Cái tài bắn ná của mình á thì bạn biết rồi, siêu siêu đỉnh luôn. Còn qua đây bắn nỏ là chắc là cực đỉnh luôn các bạn ơi. Bạn là nhất. Bạn là nhất nhá. Bạn là nhất. Bạn là nhất. Bạn nhất. Nhất bạn rồi. Giờ mình sẽ kết nối cục máy đây nè. Đó. Giờ mình sẽ quá hả. Ê bơi, mày nổ hồi đó giờ mày rơi cái lóc chứ lần nào thắng tao á. Thì mày cứ coi đi, hồi đó giờ á tài bắn ná tao mày thấy có thua lần nào không? Thì lần này tao cho mày thua thảm hại luôn à. Cái game này tao đụm rồi, hổm dài á, tao nhường mày lắm rồi á. Ê bơi, mày làm gì mày rảnh vậy Hiệp? Mày ôm cái áo chi vậy Hiệp? Trời ơi, cái áo tìm một đống đây nè, bỏ ra đâu được hả mày? Ủa Hiệp, mày đi qua clip mày đem chi nhiều tiền chứ Hiệp? Tiền đó phải của tao, tiền này mẹ tao gửi mua đồ. Nhiều dữ vậy Hiệp? Trời có 5 ngàn à, tao sợ tụi ban cắp. Trời có 5 ngàn à, tao sợ tụi ban cắp. Trời ơi, cái 5 ngàn tưởng nó nhiều lắm. Mày nghĩ chó này mà tao bắt đầu mày á. Ở cái áo này tao mới mua hôm qua, tao ôm cho nó ấm thôi mày ơi. Hiệp ơi, tao thấy mày ô về lố lăng quá Hiệp ơi. Tại mày nhiều chuyện mày cứ lo làm đi kệ người ta. Thôi mày lo làm đi, thắng cái này mới là quan trọng à. A few moments later. Các bạn ơi, thì sau một ngày chế tạo cây súng đi ru rê thì lần đầu tiên mình nghe luôn. Thì chắc mình nghĩ thất bại rồi. Chứ tại vì sao? Tại vì hôm qua nó chế đã đợi mình thấy có cá lóc nào đâu. Mà chắc là tôi nghĩ mấy đứa chơi thấy không đạt rồi mấy đứa định chùn luôn phải không? Bỏ cuộc luôn phải không? Trời đâu phải đâu chơi, tại ngày qua ngồi lên xe rồi đi ra cửa định quay cho bạn xem là hành trình rơi cá lóc rồi chơi. Mà tự nhiên trời gặp cái đùng mưa tới luôn chơi nên rơi không được chơi. Tính rơi rồi nhưng mà trời cản ra hôm nay là mình quay lại tiếp lại rồi. Nghĩa là chế đạt chứ không phải không đạt phải không? Dạ đúng rồi. Tao rồi giới thiệu đội tình hình viên đây, còn của em trước đây. Đây là cái mấy miếng gỗ thôi, cắt thành cái súng xong rồi lấy cục máy mà loại 150 của anh Tư á. Máy titan của anh Tư. Titan. Đúng rồi. Em lấy em gắn đây là gắn hai cái khoen với là con sóc chuột bắn anh Tư rồi. À cái này là mình kéo lòng vô đây rồi mình để vô cái đây, cái thùng này bắn ra. Buông bắn anh Tư ơi. Khi cái lóc táp là mình chỉ đóng lên là dính phải không? Lóc táp táp là dính anh Tư ơi. Ok khá là đạt, còn của em. Còn cái cây của em là tiện lợi lắm anh Tư. À sao tiện lợi? Có ba. Ủa là sao vậy? Không hiểu luôn á. Ba gì ta? Ba tác dụng hả? À đúng rồi. Ủa? Đúng rồi. Mình chế đi đu rê sao ba tác dụng là sao? Một á là mình lấy viên bi bỏ ra mình bắn chim. Hả? Còn hai là mấy hấp hẹp á thì mình lấy này mình bắn vô. Hả? Còn ba thì mình quăng bình thường. Trời trời hay dữ trời, cây này đạt vô không lẽ một cây mà ba tác dụng. Hả? Với vậy là cây này kêu bằng mà cái súng một trong ba phải không? Hả? Rồi, của con. Rồi cái mình thì hình dạng ngày qua mình đã giới thiệu rồi, mình gắn máy ở đây máy khoen, mình gắn ba khoen với lại bên đây mình gài còi bắn nha các bạn. Thì quy hoàng ba tác dụng mình cũng ba tác dụng luôn mọi người. Đó thì mình có viên bi chuẩn bị mình để đâu đây nè. Thôi bây giờ mình test mình bắn thử cho bạn xem chứ nha các bạn. Khoan, nhưng mà khoan. Còn hiệp sĩ ngày nay nó sợ không thành công gì nó trốn mất tiêu luôn rồi. Rồi con cũng biết đi rồi, sáng mình đi học thêm cái gì rồi nha. Thôi thì ngày nay mình sẽ sử dụng cây súng này để mình đi đu rê thế hiệp sĩ nha. Mình thấy khá là đẹp nè các bạn coi nè. Mẫu mã khá là đẹp luôn, với lại nó xài cần câu máy ngang nè, lấy cục máy cũng máy ngang nè. Rồi, bây giờ chết từng thành viên đi để mình đi đu rê nè. Rồi để con chết trước con chơi, nãy giờ con gài con đợi con chơi. Đâu, coi thử nó bắn ra sao nha. Ủa có khá ụt luôn nha. Có khá ụt quá. Đường này là dính luôn rồi chơi. Mày. Đó, cũng được đó. Trời bắn như cái nẹt. Rồi, khoan còn tác dụng thứ hai, tác dụng thứ hai để con lấy viên bi cái trời. À thôi để em luôn nè anh Tư ơi. Khoan để cho nó chết của nó trước rồi, trời để rồi nếu mà cái kia tưởng của nó mà không có thành công thì các bạn cười chết. Đâu có tác dụng thứ hai thì mình bắn cái gì đây. Thôi nếu các bạn đứng đi. Em đứng đây đi. Thôi mày đứng ngay đó tao nhắn con bắn làm cái bia nó bắn thử ra chúng không. Thì ra mày chọn cái chết. Ôi mày ơi chết tao à. À có miếng vịt của anh Tư gài cho bắn miếng vịt anh Tư nó kéo không đi. Thôi thì bắn cái dừa gì đi. Bắn cái dừa được không? Để bắn bò vô, nấu cái bò, làm bò anh. Rồi. Gài bi nghe bạn. Rồi gài đi.
Đó giờ mình bắn cho bạn xem mày bỡ ngỡ nha. Cái này đi ru rê mà có gặp con chim còi bắn cũng ngon ha. Trời trời. Ủa ra gì yếu dữ vậy, đâu còn quăng đâu. Còn tác dụng thứ ba nữa trời. Tại tác dụng thứ ba mình có làm cái khoen ở đây sẵn. Đúng rồi, cái đó phải gài vô cho kính nha. Mình gài vô đó. Để rồi đóng vô, khi mà cái ao dài dài thì có thể mình quăng phải không? Dạ quăng cho bạn xem nè, quăng này hơi xa luôn á. Ôi trời ơi, không khác gì cây câu ru rê đâu, đã quá vậy ta. Wow, cả tám ơi, hay quá. Rồi tiếp theo lại đây, xem cho tôi rồi. Rồi con nhảy vô mưa cho vị bạn qua đây. Giận tí tôi. Rồi con em đi. Đây tác dụng đầu tiên em bắn đi tôi. Bắn rồi, con bắn xa thử đây. Em bắn vô cái thùng đó đó. Ờ, cái đúng cái thùng phải không? À, để em nhắm. Trời ơi trời. Như cái niệm của người ta vậy. Còn tác dụng thứ hai. Tác dụng thứ hai là bắn. Trời trời. Ủa lộn, tác dụng thứ hai là quăng cần phải không? Bắn con nhái chứ không phải là bắn con nhái nữa. Cái này ba tác dụng thì cũng hay đó, nhưng mà con cái mình chế thì để con có đạt không, chứ cái này là ba bộ ý tưởng một trong ba cũng hay đó đó ơi. Tôi thấy đứa nghĩ ra ý tưởng này cũng hay đó. Khó nhà sáng tạo nào mà nghĩ ra cái cách này luôn á, thiệt luôn á. Cha cái cây của con tại viên bi nó bự quá thôi cha, mà mình gặp mình kiếm viên bi nhỏ nhỏ chút mà cha bắn hơi bị mạnh luôn chứ. Đúng rồi. Rồi. Coi cửu huy hoàng thứ hai nha, cái cách tầng thứ hai. Bay. Trời trời. Cái này là anh Tư thấy không thành công rồi đó, nó dính nhỏ nè. Còn của em. Em hả Tư, giờ em bắn nháy trước nha anh Tư. Trời ơi. Trời gì vậy? Cây tư nhờ. Trời ơi, này tại dướng dây thôi anh Tư ơi. Nè. Không được chứ, rồi rồi cái thứ hai kìa. Thứ hai là sao? Thứ hai là quăng. À, thứ hai là quăng cần phải không? Trời, để em gà này anh Tư nghĩ đứa đi quăng là cũng có khả năng dính cá nhiều nha. Dạ anh Tư. Đó, thấy chưa? Trời trời, quăng đa số đều xa dữ rồi ta. Trời ơi, còn tác dụng thứ hai nữa, thứ ba chứ anh Tư. Thứ ba là bắn ná phải không? Đúng rồi anh Tư ơi. Rồi. Còn em tác dụng thứ ba đâu, em vui hồi nãy giờ gỡ gối không à. Đây, tác dụng thứ ba của em nè. Còn mình dùng cái trứng cá bắn nha các bạn. Thứ ba nè, khoan coi gửi hoàng coi. Nó quăng ghê thử xa không? Ôi. Trời ơi, nó xa kìa. Ôi quá hay rồi, anh Tư thấy mấy đứa chế vậy cũng quá đạt rồi đứa ơi, một trong ba quá đạt luôn. Nhưng mà ở đây cầm hồi gãy tay luôn á anh Tư ơi. Thì nó hơi bự phải không? Đúng rồi, cái súng hơi bự cho em. Tụi em nè anh Tư ơi, bắn máy nè. Nó bự mà nó còn cứng nè. Trời ơi, bắn cái này đi hút xa anh Tư ơi. Thôi bây giờ mình sẽ thử quăng lu rê nha, mày coi cái máy của máy ngang của người hoàng nha. Ủa hiệp sĩ. Yêu hiệp sĩ. Đó, thấy chưa? Các bạn coi máy ngang mà đóng lên nè. Đó, thấy bình thường không, có nháy chạy rất là mượt luôn. Nhưng mà có cái mình bắn ná mình chưa bắn nha, bây giờ mình sẽ thử bắn ná nha, mấy đứa coi tôi bắn ná nha. Dạ. Đó, quăng hốc luôn nha. Bây. Coi nè, bắn ná là chúng ta phải canh cho kỹ. Giờ mấy đứa đứng làm bia đi, ba đứa đứng làm bia cho tôi bắn đi. Trời ơi, bốn đứa đứng làm bia cũng trúng nữa chứ, đó ba đứa. Giỡn hoài dám không, mấy đứa coi nè. Dạ, tôi bắn em cây dừa bự thôi, trúng không? Các bạn coi nè, cái dừa bự nha. Đó. Đây. Ủa tôi bắt một con cái cục đạn đi đâu hả? Nói giỡn thôi, mình vẫn còn cầm viên bi đây nha các bạn. Ủa? Thôi thì ngày hôm nay mình thấy tụi nó chế súng này quá là cực khổ, nhưng mà thì một trong ba thì lần sau mình sẽ giống như mình chỉnh lỗi lại đi. Cái này là bắn ra là rất là đạt luôn các bạn ơi. Tại sao? Tại viên bi là nó giống như con mồi chúng ta. Tại vì con mồi thì nó khá là ô về nè. Mình phải chế cái ngàm làm sao để mày bắn ra nó không có cản. Nó tụi lý do là nó sợ dính cái mũi lưỡi câu rồi nè. Cho nên nó nhát tay thôi, chứ cái này ý tưởng quá là hay luôn. Khi mà cái chỗ mà chặt hẹp chúng ta chỉ cần dương bắn vậy thôi là nó sẽ văng đi xa đó. Thì cái phiên bản này quá là thành công luôn chứ không phải thất bại nha. Thì có cái nó bị lỗi chút thôi, mình sẽ chế lại. Thì bây giờ mình sẽ đi lu lê, mình thấy không thành công phải không? Dạ. Thôi thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm đi câu nha. Dạ. Bây giờ mấy đứa vô sẽ chế lại cái cục phao với cái lưỡi câu đi. Dạ. Mình sẽ trải nghiệm đi câu thử thành công không. Nếu mà thành công mình sẽ chế phiên bản lỗi này thành phiên bản là tuyệt đối là thành công luôn nha. Dạ. Ok. Rồi, thì nếu các bạn biết cái cây này một trong ba này nè, mình sẽ đi câu cá thành công thì mời các bạn sẽ theo chân mình nha. Đi thôi. Let's go. Eternity later. Như vậy là mấy anh em mình tới cái chỗ này câu cá rồi mấy đứa ơi. Ủa mà chơi cha, chứ giỡn tụi con đi đâu mà vô vương tôm của ta á cha. Hồi ông chủ nhà biết, ông chủ nhà quýnh mình chết luôn trời. Hồi nói tao không biết nè, anh Tư giỡn mình đi câu trọ. What? Vậy không à, mấy đứa nói vậy là sai rồi. Bây giờ cái ao này là một người quen của mình nha, một người em họ của mình. Đó cho nên mình hồi đó là nuôi tôm, bây giờ không nuôi, bây giờ mình sẽ trải nghiệm ở đây. Nghe nó có cá nhiều, cá khủng lắm. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm thử cái súng trường này, thử cái bắn cá. Phải, câu cá. Ủa em nhắn cái này luôn hả? Ở cái đó làm cục phao em á thôi. Rồi thông minh, cái này khá là sáng tạo luôn nè.
Ôi chai cha mấy dương đưa tôm nghĩ ra con nghĩ chắc có cái chẽm chứ rồi mới nằm ra ghê chứ chà. Đúng rồi, thì mấy đứa trải nghiệm thử coi con có dính cá không trước cái đã. Rồi mình sẽ nâng tầm cái này lên đi đuôi ghê cái chẽm luôn. Ủa anh Tôi? Hả? Mấy ao này có hết luôn á Tư. Đúng rồi, em quăng thử coi mấy cái ao này là nghe nói cái khủng nhiều lắm. Thôi qua bên điện thoại vậy. Chia chia ra, cái điều nhỏ không có đâu, điều bự này nè. Có, nãy con cắp quá tên. Đâu, quăng cần chia ra, mấy đứa bắt bộ vào bên Tư luôn đi. Wow. Ủa cái cục phao em bán nặng quá, chìm luôn em ơi. Như vậy là của Hoa Ken nó chìm cục phao luôn rồi, còn của Huy Hoàng thì nó câu bằng cái con mồi nhái giả luôn nha, lấy làm cục phao luôn. Bằng cò ra ở đây bằng cò ơi. Có kéo không? Em lấy cái cần câu của anh móc mồi mà anh đi Hoa Ken. Anh để đi, anh Tư coi cho. Cần câu mấy ngàn con Tư cũng nhảy lắm á. Anh Tư chế cục phao đài. Trời ơi, trời. Chưa gì hết. Dính cái bọc. Ủa cái chạy quá trời bự cả. Ôi, chắc rồi. Cái chẽm siêu khủng lồ mọi người. Hai cái đìa này thì khá là rộng luôn, nghĩ có cá khủng như này nè. Hoa Ken thì nó sẽ móc giùm mình nha. Bây giờ em bắn hay là em quăng cần? Em quăng á Tư ơi. Rồi em quăng xa kia rồi, quăng xa đại xa kia. Quăng xa lên. Mạnh lên. Trời ơi gì vậy? Cười. Em mình cười quá trời. Ừ, em mình nó cho câu cá ở đây thoải mái luôn, mà nãy giờ thấy không dính cá bị chân rồi nữa. Giờ ngày nay là thất thu nha. Coi thử dính cá không nha. À, thả nhảy thằng Thông đi. À, ở đây có đặt cửa ngục nè. Quá xa ra đó. Trời ơi, quá xa luôn. Coi thử cái càng con nào mà dính cá trước nha, coi thử cái mình đóng cá lên thử đi. Ngày nay cần câu máy tự chế này, biết có đạt hay không. Cái địa này cần một câu máy mình quăng hơi bị ngon nha, mình quăng rơi cái chẽm hơi bị ngon nha. Quá là xa luôn. Địa này chắc có chẽm giờ em ngon quá. Có cái chẽm gì mà ít, tại vì ở đây là mình nghĩ là ở ngoài nó cũng vô nha, với một số là mình nuôi cá phi này kia nó vô nó ăn không mồi á. Mấy cái địa này là ngon quá trời, rộng mênh mông hết trơn. Mà nãy giờ em ngu chưa thấy cá ăn nè. Nãy em lại thấy cá chạy quá chạy đó, em thử quăng ở dưới đây, điểm ở dưới đây. Chia nhau. Ôi cá chạy quá trời luôn, không biết cá gì mà chạy quá trời luôn. Ôi Pha Ken nó quăng quá xa mà của em á, cục phao này không được rồi, em tháo cục phao đi. Thôi chút nữa kiếm cục phao hay là em gỡ phao luôn. Đúng rồi, gỡ cái cục chì á. Có cục chì, có cục chì là cá không ăn đâu. Chắc mấy mươi nạn cá chẽm ăn cá phi hết rồi chơi. Đúng rồi. Anh Tư nghĩ có cá nhiều mà sao nó không ăn, là mấy anh em mình chờ đợi đi. Tại đây mình thua quá cá. Khoan, để anh để chú hai này thải cảm thử có cá lại ăn không nha. Hỏi lại cho mấy đứa coi rồi nha. Mà sợ gãi đây hồi nó lo nó ăn mấy cái này đâu, nó không ăn mồi nữa. Lâu câu quá rồi nó chưa ăn chứ. Đúng rồi, tại nó chưa quen mồi của mình đó. Thường thường là ở đây là cho ăn cái này cắm bụi gì nè. Mồi có cá nổi lên mấy đứa coi nè. Đó, thấy chưa, có một con cục thấy chưa. Rồi đó đó. Hai mấy con cục thấy chưa. Đó, nó lại nó ăn quá trời luôn nè, thấy chưa. Đó, thấy nó lại quá trời luôn, thấy chưa. Hình như cá này là nó không quen với mùi trùng nữa rồi. Nó phái cái mồi mà còn cắm bụi đây nè. Đúng rồi. Cái này có cây câu máy câu là hơi ngon, mình chế vậy coi chừng nó không đạt đó mấy đứa ơi. Không bằng cây câu mình cần câu máy á. Hồi nãy anh thấy cái mưa bên đây im quá trời, xem câu bên đây. Cạn quá. Đúng rồi. Sao mưa đi một chút. Nó quặn quá trời. Nó quặn quá trời luôn nè, ở đây nó lại quá trời, thấy chưa. Ở cái đìa này cũng có cá nữa nè, cái đìa này cũng nhiều lắm nè. Cái đìa này em con đìa ở đây dễ ăn nè, nước trong ngon nè. Em quăng lại đi chút xíu mới ăn. Mình thắc mắc không biết cá đây cá gì, mình coi thử mình kéo lên thử coi. Cá khủng hay là cá nhỏ? Ôi cha, quá trời luôn vậy. Đúng rồi, nó lên móng ăn quá chừng luôn kìa. Có nghĩa không? Ủa có cá quặn kìa. Còn cá này bự nè, cái đìa này có cá bự nữa rồi. Cái đìa này cá bự nhất nè. Thấy nó nhỏ dưới nó có vỏ đó. Thôi. Rồi. Rồi em để vậy luôn cho nó nổi luôn đó Pha Ken. Tại Pha Ken nó gắn cục phao quá bự luôn, nó chìm cục phao luôn. Không phải cục chì. Cục chì nữa. Ừ.
Ủa đâu quá trời luôn mà không ăn thôi. Con ngán tao ngồi với anh ơi. Dính hả? Ủa cái gì ngủ vậy? Ngát cái gì vậy? Cái trời ơi. Cái chê vàng quá. Ok, bút tiền phao anh ơi. Kéo luôn hả? Hả? Wow. Dính nữa hay gì vậy? Trời trời. Ghê vậy ta. Trời hà kéo lại. Qua đây cái vườn này có cá nhiều nè. À, như vậy là con cá chê này mới thả phải không? Thôi, cái này nó ốm thôi, thả lại. Thả lại đi. Mình kiếm cá khủng khác đi. Thôi, cái bồ hồ lô kìa. Đó vậy là mình rượu. Cái bồ hồ lô đẹp quá ha. Như vậy là dính một con đầu tiên rồi. Đó, để con để vậy đi bằng hũ, chỗ đi bằng hũ ơi. Bồ nè, quá đã luôn. Còn của mình á thì cục phao này nó trôi quá trời luôn nè. Không biết con cá vàng nó trôi đây, không có cá vàng hết trơn. Ôi, nó có dịp đó ơi. Tôi thấy mấy dịp nha, nè đây đây. Nó cái này có cá lôi vô đó hả Tư? Nè nó dịp, nó mới dịp khoa của Tư nè. Nè nè, nó lôi vô ơi. Nó lôi quá trời luôn nè. Cầm cái từ từ nha. Nè từ từ nha. Nó đang lôi vô mới nhích đó. Ủa hết rồi hả trời? Hết rồi, liệm lu rồi trời. Trời, sao tự nhiên Phật Giang cầm cái nó lôi, sao tự nhiên tới cầm là không lôi lại. Ôi ôi ông cá, cái đứa con cá sao? Vậy rồi sao nó ăn cái mồi của mình thôi, có nhiều quá trời luôn mà không biết cá gì nha. Có đó. Trời ơi, ôi dạ quăng xa đại rồi kia đi. Ủa sao cứ anh Tư còn đi ngắt à? Phải không? Nó thấy nó sợ phải không? Sợ xa chút. Trời ơi, quăng xa lên bờ luôn rồi. Cho kéo rồi lên, kéo rồi từ phao lên. Quăng đại xa nè. Coi thử cái lần này quăng thành công nha, quăng trời ơi, trời luôn hả? Mạnh lên. À, trời ơi, cái kiểu này là không dính cá rồi. Mình mà có cái đìa này mình nuôi cá chẽm là hơi bị ngon luôn á bạn ơi. Cái đìa này nuôi cá chẽm. Đúng rồi, cái đìa này có cá chẽm là nuôi đã luôn á. Trời ơi, sao bảy con bé họ kệ đi nằm đó đi. Có cá. Dính nữa hả? Qua dính. Thì có em mới lôi lên. Giật lên thử coi, giật lên. Hả? Trời ơi, cá bự. Cá chê nữa, trời ơi nha. Trời ơi, con cá chê này khá là mập nha. Nè, bây giờ là chủ nhà có bắt cá này không? Bắt đi. Nè. Thôi, bắt đi, ông bắt. Trời ơi, thôi, mình chỉ câu trải nghiệm thôi, thả xuống đi. Trời ơi, như vậy là Phát Nghe dính được một con cá chê này bự hơn cá nãy nè. Bự hơn con cuối vàng nãy thôi. Mình chỉ bắt con khủng mà cỡ 1kg, 2kg, cá nó nhỏ quá. Giờ mình kiếm cá khủng bắt nha. Như vậy là được hai con cá chê câu cái đìa này không, mà còn ngoài nãy không ăn nha. Mà nó cá phi nhiều thiệt chơi nhưng mà nó không đem hồi giờ. Tại vì mấy đứa để cục phao nè, cái này không có phao ra xa được nè, để sát mé nó sợ nè, chứ thật ra cá nó rất nhiều các bạn coi, nó nổi đầu quá trời luôn coi. Như vậy là hai con rồi. Mà cái điều này chưa có dính. Để con hai cái điều này. Ủa nãy không ai câu bên đây hả? Bên đây cá cũng quá chừng luôn nè. Ủa bên đây cá quá trời luôn, biết cá gì. Ủa bạn ơi, nãy giờ mình bắt được con này nè các bạn, con này mà đáy người cái hang là mình thơm nguyên một ngày luôn mọi người. Trời ơi, chị bắt con này. Con cá là con bắt con cốc chọc nó chi vậy? Tiệt tình. Dính nữa gì vậy? Trời ơi, con cá ngủ nó gì té dữ vậy? Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì? Từ, cái gì dạng ghế vậy? Từ. Con cá này đẹp dữ vậy? Trời ơi, con cá này đẹp dữ vậy? Ôi, con cá này mình xin chủ nhà mới được. Ủa được, con cá này mình xin chủ nhà rồi. Trời ơi, dạng đỏ luôn. Con cá này nuôi kiểu quá đẹp luôn. Ôi, dạng đỏ đen luôn trời. Nó gồm mấy miếng sạch nữa. À, hồi bữa thì mình đã câu cái điều quan thì dính cá phi màu vàng nha. Còn cái này sao nè, nó đen nữa ta. Em là em thánh câu cá đẹp đâu á ta. Đúng rồi. Dưới đuôi nó có màu xanh nè, màu vàng nè, màu đỏ nè. Đúng rồi. Nữa, quá đẹp luôn. Không nhận quy hoàng nó hay dữ trời. Chuyên môn câu mấy cá đột biến nè. Cá đột biến á. Đột biến. Rồi bây giờ mình sẽ bắt cá này đi. Cá đột biến. Mở lỡ ra bỏ cái bịch, bỏ bịch. Móc. Con cá này quá đẹp luôn. Đừng có gió chết. Như vậy là con cá này, cá đột biến là mình về mình nuôi cảnh luôn nha. Wow. Con cá này quá đẹp luôn rồi. Em té chục lần á. Trời ơi, tưởng cá khủng lắm. Con nhận rồi quy hoàng, chuyên môn nó săn những con cá lạ không à ta ơi. Hay thiệt. Chín luôn rồi. Bây giờ tháo ra. Trời ơi. Ê, trời ơi nó cứng như vậy. Rồi. Bây giờ mình sẽ động con cá này để dành người về mình nuôi cảnh. Đúng rồi. Động bên đây. Rồi của mình nãy giờ đó, bỏ đây cá không ăn gì hết trơn à. Em là thánh câu cá đẹp ha. Công nhận Quy Hoàng đó, chuyên môn nó săn những con cá này quý hiếm không à. Cá đột biến hổm, dính cá đột biến về nuôi quá đẹp luôn, cá này đột biến nữa nè. Nhưng mà cá này đặc biệt hơn cá hổm là nó hai màu luôn nha Quy Hoàng. Mà cá này đủ màu luôn. Đúng rồi, quá dữ luôn. Đúng
con cá này là người ta trả tiền tỷ á, con cá này theo em 1 tỷ em bán không? Ai chắc bán không tôi. Hey, 1 tỷ bán. Cá này 1 tỷ bán. Còn cái bình im ngu nãy giờ sao nó không ăn ta? Này quăng với chứ. Đây là thánh câu mà, đây là chuyên gia là con cá lê cá lóc giỏi lắm. Hồi nãy giờ chỉ có mình Quy Hoàng dính hả? À Pha Ke dính 1 con. Đúng rồi. Còn bằng cò thì chưa dính con nào hết trơn à. Em dính cá đặc biệt. Đúng rồi. Nhưng mà đặc biệt cá của Quy Hoàng quá là đẹp luôn, cái màu quá là đẹp luôn. Hồi này mình nghĩ cá này trời ơi, con cá kia đột bự cả. Hỏi xa xa mà kia có con cá khổng lồ đột không mà không biết con cá gì nó bự cả. Rồi cái địa này thì do người ta nuôi tôm thì cũng lỗ lã này kia cho nên nghỉ nuôi, các bạn nuôi 10 lần nó lỗ hết 10 cho nên không có đủ tiền để nuôi nữa. Thì nếu mà các bạn nào xem video này có tiền nhiều ủng hộ cái ao này cho anh có tiền để nuôi nha. Ở đây ngoài kia là nó dắp vào cái sông lớn ngoài kia nha, có bữa nào mình sẽ ra ngoài mình câu cá sông lớn ngoài kia nữa. Thôi dính cái gì rồi ơi. Ủa? Ê, cái gì? À, của Pha Ke dính cái chơi khủng không mọi người? Ủa? Ủa, của ai dính vậy? Dính, tao dính. Dạ, của Quy Hoàng dính con cái chơi khủng không mọi người? Đây nữa hả? Hả? Cái này nhỏ. Cái này nó đậm đó. Ủa, cái này nó mập á. Bắt đi. Bắt luôn rồi. Không biết nữa. Để hỏi anh tôi đẻ. Bắt luôn đi, bắt luôn đi. Bắt luôn, lấy vỏ lên đi bạn. Mấy cái con cá chơi nữa hả? Họ lấy cái kiệm tôi. Ôi trời, Quy Hoàng hôm nay nó sát cá dữ rồi trời. Công nhận ngày nay Quy Hoàng nó sát cá quá trời luôn các bạn ơi. Ôi quá chê thì quá là khổng lồ luôn. Ít nhất còn của Quy Hoàng hủ cá ăn rồi. Lẹ bạn. Lẹ bạn. Đi. Đâu rồi, đâu. Giật lại đi. Mày. Đâu. Rồi dính nịt luôn. Rồi xong thôi, rồi. Đi về. What? Giận tí tôi. Trời ơi, con gái chút ép mà nó chùm bá không ơi, kìa coi kìa. Ủa, gái chút ép mà nó chùm bá lửa, mình làm mình chạy hết hồn. Thôi, bây giờ mình sẽ thu cân nha, tại vì ngày hôm nay thì mình thấy cây câu này khá đạt với lại biết sao không? Tại vì mưa bão quá, trời cá không ăn nữa cho nên mình thu cân nha. Chứ mấy cá thật sự lứt ăn luôn. Thôi, bây giờ mình sẽ thu cân vô. Rồi, bây giờ mình sẽ thả con cá này xuống nha. Nè, con cá cận cảnh quá trời bự luôn nè, bằng 2 ngón tay. Thôi thả xuống. Các bạn ơi, thì sau hồi câu thì mình đã về tới nhà rồi nha. Thì mình tính câu đầy cái bịch này nhưng mà ngặt con cái mưa bão quá trời thì mong các bạn thông cảm nha. Thì ngày nay mấy đứa có phát biểu không khi mình câu độc lạ. Trời ơi anh ơi, câu độc lạ vậy là dính vậy là khủng quá đạt anh ơi. Sao đạt? Lại dính được con cá mấy tỷ rồi vậy. Hả? Con cá mấy tỷ đột biến phải không? Thôi. Thì bây giờ mình sẽ thả nó ra các bạn ơi. Cái hồ cộng đồng của mình á, hồi bữa thì mình nhờ Quy Hoàng đã câu dính con cá độc lạ rồi, bây giờ mình sẽ thả ra nha. Ừ, biết trời. Đây là con cá đột biến thứ hai, còn Quy Hoàng nó đã đạt kỷ lực 2 con cá. Thứ ba. Ủa thứ ba câu con nào nữa? Nhà quen sinh tồn. Như vậy là 3 con cá đột biến thả ra. Ơi. Anh Tư ơi. Wow, quá đạt luôn. Từ. Hả? Người ta bắt được 2 con cá con tôi thả con còn con này tôi làm vậy tôi chịu thả luôn anh Tư. Con này thì mình định thả xuống ao rồi nhưng mà người em họ của mình nó nói đem về nhà kho ăn đi các bạn ơi. Thì thôi thì mình sẽ không phụ lòng người em mình nha. Mình sẽ đem nhà mình kho ăn. Còn con phát biểu gì không? Trời, con phát biểu giờ hôm nay con công nhận nha. Mới đầu cái ý tưởng con cha ông tưởng nghe là ý tưởng của bắp hết cha chứ cái súng nè. Bắp cũng được luôn cha thì cái đó cũng được cha. Ai về hôm nay cha dẫn đi câu quá thành công rồi cha. Ok, thì ngày nay thì mình thấy cái này cũng khá là đạt rồi. Có cái lỗi là mình bắn được xa thì mình sẽ chế nó lại nha. Thì nếu mà các bạn ủng hộ cái video thì hãy cho mình một like, đăng ký, một chia sẻ để mấy anh em có động lực chế những cái cần câu ru rê độc lạ khác nữa nha. Dạ. Còn bây giờ xin bye bye tạm biệt các bạn.